Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thì một cái điều mà Thuận muốn nhắc nhở các bạn đó chính là chúng ta bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa thôi. 5 ngày nữa thì các bạn thấy được là chúng ta đã thấy sàn Coinbase bắt đầu có mặt trên sàn chứng khoán của Mỹ. Và các bạn thấy được đây sẽ là một cái dấu ấn rất quan trọng, tại vì sàn Coinbase là một sàn rất là lớn. Và không những vậy, các bạn thấy được là sàn Coinbase bây giờ trị giá là còn cao hơn nhiều công ty công nghệ mà lên sàn chứng khoán trong vòng 12 tháng qua. Cho nên không chỉ là sàn Coinbase là một sàn lớn trong chuyện này, mà các bạn thấy được là khi mà đi lên trên sàn chứng khoán sẽ gây ra nhiều sự chú ý. Và các bạn thấy được là chúng ta có thể dẫn đến là nhiều người biết tới hơn về crypto. Và sau khi mà họ thấy lợi nhuận của Coinbase, sau khi mà thấy là Coinbase là một trong những sàn lớn bây giờ đã có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, thì sẽ làm cho cái thị trường này bình thường hóa hơn và nhiều người chú tâm đến hơn. Cái sự ảnh hưởng rất là quan trọng khi mà Coinbase bắt đầu có mặt trên sàn chứng khoán. Và trong năm nay đó là một năm mà các bạn thấy là chúng ta có sự bùng nổ về mặt giá cả. Thực ra là bắt đầu từ cuối năm ngoái, nhưng mà tôi nghĩ sự bùng nổ này bắt đầu từ trong thị trường crypto, nhưng mà sẽ tiến tới thị trường cổ phiếu. Các bạn có thể thấy được là sẽ có nhiều người thay vì là họ đầu tư vào Bitcoin, nhưng mà họ bây giờ có thể là đầu tư trực tiếp vào công ty Coinbase. Thì trực tiếp hay gián tiếp, các bạn thấy được là cái sự hứng thú cũng sẽ tăng lên khi mà Coinbase có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Và các bạn thấy được là chúng ta thấy không chỉ riêng là công ty Coinbase, mà bây giờ cái ví Exodus cũng đã nói là đã lên trên sàn chứng khoán, đang IPO. Thì những người nào mà theo dõi Thuận Capital trước đây cũng đã biết là Thuận trước đây sử dụng cái ví Exodus. Đây là một cái ví mà các bạn có thể tải về trên máy vi tính để mà sử dụng. Cũng là một cái ví mà cũng giao diện cũng rất là tốt, nhưng mà đã lâu rồi không sử dụng. Tại vì Thuận thấy là nếu như mà đã tự lưu trữ thì Thuận thích lưu trữ trong ví chứa lạnh hơn là lưu trữ trên cái ví mà nằm trên máy vi tính. Đó là lý do tại sao Thuận không sử dụng cái ví Exodus nữa. Nhưng mà ví Exodus này cũng nói là công ty đã đang IPO trên sàn chứng khoán. Và kế tiếp là một trong những sàn lớn khác, đó chính là sàn Kraken, một trong những sàn ở Hoa Kỳ mà cạnh tranh với lại sàn Coinbase. Dựa theo nhiều thống kê thì sàn Kraken là sàn đứng hạng thứ 6, có rất là nhiều những người sử dụng. Các bạn thì tổng cộng là có 6 triệu khách hàng dựa theo bài viết này của CNBC. Thì bây giờ đã sàn Kraken cũng nói là đang suy nghĩ đến cái chiến lược là sẽ lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ trong năm 2022 thông qua direct listing. Direct listing này đó thì khác với IPO chúng ta đã vừa mới nói tới, là công ty Exodus là thông qua một cái gọi là IPO, nghĩa là bán cổ phần mới trên sàn chứng khoán để mà kiếm thêm vốn hóa. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới sàn Coinbase và Kraken á, thì hai sàn này, sàn Coinbase tuần sau sẽ lên sàn chứng khoán theo cái cách là direct listing, nghĩa là chỉ bán cổ phần có sẵn mà thôi, chứ không tạo ra cổ phần mới. Kraken thì cũng đang suy nghĩ làm điều tương tự. Đương nhiên tại vì hai sàn này là hai sàn cạnh tranh với nhau ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase lên chứng khoán thì đương nhiên sàn Kraken sẽ muốn lên chứng khoán. Nhưng mà thường không nghĩ đây sẽ là cái sự kết thúc, sẽ càng ngày sẽ càng có nhiều công ty trong thị trường crypto này muốn lên sàn chứng khoán hơn. Và điều này sẽ dẫn chúng ta đi vào một cái thời kỳ mới đầy sôi động. Và các bạn sẽ thấy được là điều này có thể là một trong những cái yếu tố quan trọng để có thể đẩy Bitcoin lên cái giá cao, và cả thị trường này lên cái giá cao, cũng như là kéo dài cái mùa tăng trưởng này. Các bạn thấy được chúng ta có hai điều đang trong giờ, là chúng ta có thấy cơn sốt của những công ty trong thị trường crypto này lên sàn chứng khoán hay là không, và chúng ta có thấy Bitcoin ETF hay là không. Nhưng mà càng nhiều công ty đầu tư vào Bitcoin, càng nhiều công ty lưu trữ Bitcoin trong ngân khố, càng nhiều tỷ phú đầu tư Bitcoin, càng nhiều công ty trong thị trường crypto này lên sàn chứng khoán, thì thị trường này càng vững chắc hơn. Các bạn thấy được là càng lớn mạnh thì bất cứ một lực nào, giả sử như là một lực nào mà có cái sự ảnh hưởng xấu đối với thị trường crypto này thì sẽ ngần ngại, tại vì chính phủ không muốn đưa ra một luật xấu. Lỡ như mà luật này đưa ra dẫn đến là thị trường tài chính ảnh hưởng nặng thì đó là điều mà chính phủ không có muốn. Và càng ngày thì crypto càng đi sâu vào trong thị trường tài chính, cái sự quan hệ càng ngày càng nhiều hơn. Cho nên đây là một điều rất là tốt, chúng ta muốn thấy cái sự kết nối càng ngày càng sâu hơn để thị trường này vững chắc hơn. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới những cái công ty này muốn lên trên sàn chứng khoán là như thế nào và ảnh hưởng ra sao. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này, tìm thấy những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất bằng cách là tham gia vào Telegram channel. Đây là một trong những cách đơn giản nhất và nhanh nhất. Hay là tham gia vào Facebook, theo dõi Twitter v.v.
Mà những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance nhận 20% giảm phí giao dịch, thì đăng ký thông qua link của Thuận Capital, hay là các bạn có thể nhận được bonus tham gia vào những sàn như là sàn Margin Bybit, sàn Margin MMT có hỗ trợ copy trade, sàn FTX, sàn Binance US dành cho những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ, cũng như là sàn Coinbase và ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lãi. Thì bây giờ có bonus lên tới $250. Và CryptoKhoan, đây là một cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay xem. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn thấy là bây giờ thì như thường mới vừa chia sẻ, chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều công ty, một là hỗ trợ thị trường này bằng cách là cho mua bán, hai là hỗ trợ thị trường này bằng cách là lưu trữ crypto cho khách hàng, và thứ ba là hỗ trợ thị trường này bằng cách là tự đi thu mua crypto lưu trữ ngân sách. Thì hầu như là tuần nào chúng ta cũng nghe nói tới là ngân hàng này hết tới ngân hàng kia, công ty này hết tới công ty kia thu mua hay là hỗ trợ thị trường crypto. Thì hôm nay cũng không có gì gọi là xa lạ khi các bạn thấy được đã có thêm một cái công ty, một cái công ty tài chính lớn, đó chính là ngân hàng State Street. Ngân hàng này là một trong những ngân hàng rất cũ, có thể nói là ngân hàng cũ thứ nhì ở Hoa Kỳ, có cái lịch sử lâu đời. Tổng cái số tiền mà quản lý bây giờ là 3,1 nghìn tỷ. Và bây giờ đó thì ngân hàng này đang có một cái đối tác, đó chính là Pure Market. Thì ngân hàng này cùng với đối tác là Pool Market sẽ bắt đầu là hỗ trợ một cái nền tảng để cho những khách hàng của họ có thể là giao dịch thông qua cái nền tảng của Pure Digital. Có nghĩa là những cái khách hàng của State Street Bank có thể là giao dịch crypto. Đây là một trong những cái sự hợp tác cho ngân hàng này có thêm một cái dịch vụ, đó chính là trading crypto. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta hầu như là thấy có 9 ngân hàng là bắt đầu là đi qua cái xu hướng là ủng hộ hỗ trợ crypto. Thì thường để chia sẻ với các bạn, không phải là tự nhiên mà một đêm tới sáng những cái chủ ngân hàng này họ thức dậy, họ tự nhiên là thông não, họ cảm thấy được là thị trường này là một thị trường là rất là tốt, chúng ta cần phải là có mọi người tham gia vào, đây là một cái mạng lưới phi tập trung rất tốt cho cuộc sống mọi người. Không phải đâu, lý do tại sao mà những công ty này tham gia vào chỉ đơn giản là tại vì lợi nhuận mà thôi. Thứ nhất là nếu mà không có đưa ra dịch vụ này thì bây giờ có nhu cầu giao dịch crypto quá cao. Nếu như mà cứ cố chấp mà không đưa ra dịch vụ hỗ trợ thì những khách hàng này cũng sẽ bỏ đi qua một ngân hàng khác mà hỗ trợ mà thôi. Và các bạn cũng thấy được đó là thường đó thì một người ở Hoa Kỳ họ có nhiều cái chương mục với ngân hàng, không chỉ riêng là chương mục đầu tư mà họ có chương mục tiết kiệm, họ có chương mục bảo hiểm, vân vân. Bây giờ họ muốn giao dịch crypto, ngân hàng này không có hỗ trợ, họ qua một ngân hàng khác mở cái chương mục để mà giao dịch crypto, thì ngân hàng đó sẽ làm gì? Ngân hàng đó sẽ bắt đầu là kéo hết chương mục của họ trong ngân hàng kia qua ngân hàng mà có hỗ trợ crypto. Để làm gì? Để họ có thể là quản lý hết tài sản của một nơi, thì sẽ dẫn đến những công ty này sẽ có thể là bị mất khách hàng và mất đi nhiều cái số tiền mà họ đang quản lý. Vì lý do đó những công ty này không còn sự lựa chọn ngoại trừ là phải hỗ trợ thị trường này mà thôi. Đây mới là cái lý do. Và các bạn hiểu được là lý do thứ nhì nữa là hỗ trợ thị trường này thì không có lỗ mà có cái lợi nhuận rất là lớn. Chúng ta có nói khá nhiều về cái thông tin này. Trước đây các bạn có nhớ là Thuận nói là những ngân hàng lớn đó sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ mà nhìn những công ty như là Binance hay là Coinbase có thu nhập khủng như vậy mà họ không tham gia vào. Không lý do gì mà họ để những cái công ty như là Binance, Coinbase ăn hết cái miếng bánh mà ngon như vậy. Cho nên những ngân hàng họ sẽ từ từ thâm nhập vào. Đây là điều chúng ta đã nói tới trong vòng 2-3 năm qua. Và các bạn thấy được là bây giờ rất rõ ràng những ngân hàng này đã bắt đầu tiến tới. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà không phải ngân hàng nào cũng ủng hộ. Các bạn thấy được 9 ngân hàng ủng hộ đi qua thị trường crypto này, bước qua một cái thời đại mới có nhiều lợi nhuận hơn, thì lại có một ngân hàng đi ngược trở lại. Ngân hàng này chính là ngân hàng HSBC. Thuận có chia sẻ trên những mạng xã hội đó là đầu tiên họ phớt lờ, sau đó họ cười nhạo, sau đó họ tranh đấu, rồi Bitcoin thắng. Đây là lời nói của Mahatma Gandhi khi nói về Bitcoin. Đương nhiên, đây không phải là lời nói của Mahatma Gandhi khi nói về Bitcoin. Đây là một cái lời nói nổi tiếng của Mahatma Gandhi, thường chỉ ghép chữ Bitcoin vô mà thôi. Nhưng mà cũng rất là phù hợp với cái suy nghĩ của Thuận. Các bạn được là đầu tiên thì họ phớt lờ khi Bitcoin mới xuất hiện. Đầu tiên là họ phớt lờ. Khi Bitcoin bắt đầu là nổi lên một chút đó, thì họ lại cười nhạo, nói đây là một cái thị trường ảo, đây
đây là một cái thị trường không có giá trị, Bitcoin làm sao mà có giá trị được, đây là một cái sự lừa đảo. Nhưng mà bây giờ, thời điểm bây giờ chúng ta đã bước qua cái thời kỳ thứ ba, đó chính là sau đó họ tranh đấu, thì các bạn thấy được là cuối cùng thì Bitcoin cũng thắng mà thôi. Các bạn thấy là ngân hàng HSBC đã đưa ra thông báo là đây là cái thông báo của họ. Họ cấm gì? Họ cấm mua bán crypto sử dụng ngân hàng của họ, và họ cấm luôn mua cổ phiếu MicroStrategy. Chúng ta đang ở giai đoạn tranh đấu, và cuối cùng thì nghĩ là ngân hàng HSBC, nghĩa là Hong Kong Shanghai Banking Corporation, sẽ phải buộc phải lưu trữ Bitcoin sau này, chứ nếu không làm sao mà họ cạnh tranh được với những ngân hàng như là JP Morgan, Morgan Stanley, hay là các bạn thấy được là State Bank, làm sao họ cạnh tranh được sau này. Đây là một điều hiển nhiên mà thôi. Và kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thông tin liên quan tới cái vụ kiện của đồng XRP. Tôi nghĩ là vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC thì có một cái diễn biến mới, đó chính là hiện bây giờ đó đã có một cái đơn xin chữ ký. Đơn xin chữ ký này là làm gì? Đơn xin chữ ký này đó là muốn cái người chủ tịch kế tiếp, bây giờ đó chúng ta vẫn chưa biết là chủ tịch kế tiếp của ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ là ai. Cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy được là Gary Gensler được xác nhận là chủ tịch kế tiếp của SEC. Đây là một trong những điều mà tốn nhiều thời gian hơn là Thuận tưởng tượng. Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết là chủ tịch kế tiếp là ai. Nhưng mà cái đơn này xin chữ ký để xin là Gary Gensler khi mà trở thành chủ tịch á, thì có thể xem xét lại để mà hủy bỏ cái đơn kiện giữa SEC và công ty Ripple. Hiện bây giờ đó, Thuận thấy được là trong bài viết này nói đơn kiện này đã có tổng cộng là 1.600 chữ ký. Và trong cái đơn thỉnh cầu này đã có 1.600 chữ ký. Và một trong những điều mà được nói tới đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào những người lãnh đạo cũ của SEC, nhất là chủ tịch cũ là chủ tịch Clayton và William Hinman, thì William Hinman và chủ tịch Clayton đã có hai lần đề cập đến Bitcoin và thậm chí Ethereum. Đó chính là thời gian năm 2018 và năm 2019 ở trên hai cuộc phỏng vấn lớn. Một cuộc phỏng vấn là ở Yahoo Finance, cuộc phỏng vấn còn lại là trên CNBC, và đã đưa ra một cái kết luận đó chính là Bitcoin và Ethereum không phải là cổ phiếu. Thì bây giờ đã có một số lời cáo buộc, đó chính là Clayton và Hinman, hai người này là có nhận một số những cái tiền đến từ những cái đơn vị, như là trong cái bài viết này nói là cái đơn vị đó chính là cái đơn vị Ethereum Enterprise Alliance, cái đơn vị mà quản lý sự phát triển của Ethereum cho quỹ đầu tư rất là lớn, và cũng như là những cái đơn vị ở Trung Quốc mà đang đào Bitcoin Ethereum bây giờ. Cho nên mới có những cái lời phát biểu tốt về Bitcoin và Ethereum. Đương nhiên đây chỉ là những lời cáo buộc mà thôi, chúng ta vẫn không có một bằng chứng nào được đưa ra thời điểm hiện bây giờ. Điều mà quan trọng trong bài viết này đó chính là cái đơn thỉnh cầu này là hy vọng là chủ tịch mới của SEC, có thể là Gary Gensler, suy nghĩ lại việc là rút cái đơn kiện, tại vì đơn kiện này là được nạp trong cái thời gian là thời điểm cuối cùng trước khi mà chủ tịch Clayton rời khỏi cái vị trí là chủ tịch của SEC. Thì các bạn hiểu là tại sao mà chủ tịch Clayton đợi tới cái phút cuối, không ai biết được. Chỉ có thể là mọi người đưa ra những cái giả thuyết là tại vì chủ tịch Clayton không muốn đưa ra cái đơn kiện trong khi mà mình vẫn còn là chủ tịch, không muốn phải đụng độ với công ty Ripple vì một lý do nào đó. Nhưng mà đây chỉ là những cái suy nghĩ của nhiều cá nhân mà thôi. Chúng ta bây giờ muốn biết là khi mà Gary Gensler trở thành chủ tịch thì ông ta có suy nghĩ như thế nào về cái vụ kiện này. Và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn, hiện bây giờ có một hiện tượng đang xảy ra, đó chính là có một sự nhầm lẫn dựa theo bài viết này ở trên CoinTelegraph. Sự nhầm lẫn này như thế nào? Sự nhầm lẫn này đó chính là sự nhầm lẫn của Bitcoin Gold. Thì có một số người đã nhầm lẫn mua Bitcoin Gold và dẫn đến là giá cả Bitcoin Gold tăng lên rất là nhanh. Có thể là họ nghĩ là họ đang mua một cái gì đó chứ không phải là Bitcoin Gold. Nhưng mà vì một sự nhầm lẫn đã khiến cho Bitcoin Gold có sự tăng trưởng. Để thường xem coi là Bitcoin Gold bây giờ đã là đứng hàng thứ 70 ở cái mức giá là 98 đô. Các bạn thấy được là Bitcoin Gold trong vòng cái thời gian là từ ngày 5 Tây ở mức là 41 đô đã lên thẳng tới cái mức là cao nhất. Các bạn thấy được là cái mức cao nhất trong cái thời gian một tuần qua, đó chính là khoảng chừng là 111 đô. Các bạn thấy được là đi lên rất là cao, từ 41 đô lên tới 111 đô trong thời gian chỉ có là vài ngày mà thôi. Thì tại sao Bitcoin Gold lại tăng như vậy? Thì dựa theo bài viết này, đây là một điều mà thường cũng không biết, thường mới gì đọc bài viết này cho nên mới biết là có sự kiện này xảy ra mà thôi. Đó chính là một công ty đầu tư ở Brazil, đó chính là công ty BTG Pactual. Thì công ty này thì bây giờ là đang tiến tới để mà hợp tác với công ty Gemini của anh em Sinoi Winklevoss để làm gì?
để có thể là lưu trữ crypto. Thì dựa theo bài viết này, đây là một thông tin cũng là lớn, nhưng mà điều mà đáng tiếc ở đây là nhiều người khi mà thấy chữ BTG Paxual này thì lại nghĩ là công ty này có quan hệ với đồng BTG, đó chính là đồng Bitcoin Gold mà chúng ta mới vừa nhìn tới. Có rất nhiều bạn là không có rõ đồng Bitcoin Gold này là đồng Bitcoin như thế nào, tại sao lại có. Thì đây là cái dư âm của cái thời điểm hard fork Bitcoin của năm 2017 và đầu năm 2018. Thời điểm đó có một cái phong trào, đó chính là ai cũng muốn hard fork cái mã nguồn của Bitcoin, sau đó thay đổi một cái gì đó, giống như là thay đổi làm cho cái lock có cái dung lượng nhiều hơn, đó chính là Bitcoin Cash, hay là thay đổi Bitcoin để cho, thường nhớ là Bitcoin Gold, là sau khi mà hard fork Bitcoin xong thì họ thay đổi cái cách mà đào Bitcoin để cho không có sử dụng được những cái máy ASIC vân vân. Thì đây là những cái dư âm của năm 2017, và ở cái thời điểm đó nhiều người thì chỉ trích thị trường này, là một trong những lời chỉ trích, nói là Bitcoin thì đâu có khan hiếm đâu, tại vì ai cũng hard fork được. Các bạn chỉ cần là copy mã nguồn là có thêm một Bitcoin mới. Và thậm chí bây giờ chúng ta có Bitcoin Cash, chúng ta có Bitcoin SB, chúng ta có Bitcoin Gold, chúng ta có Bitcoin Diamond. Nhưng mà các bạn thấy được là điều đó không đúng sự thật. Tuy là những tiền kỹ thuật số dễ dàng tạo ra, bây giờ trên thị trường đã có 6.675 tiền kỹ thuật số. Chúng ta có rất nhiều những cái hard fork đến từ Bitcoin và Ethereum và nhiều đồng khác. Nhưng mà các bạn thấy được là bao nhiêu năm qua, cuối cùng thì các bạn thấy được là những đồng mà đứng đầu thì trong vòng mấy năm qua vẫn tiếp tục đứng đầu, như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân. Thì tại sao là gì? Tại sao mà nhiều người nói là Bitcoin không khan hiếm? Tại vì chỉ cần là hard fork là có thêm những loại Bitcoin khác, thì tại sao Bitcoin vẫn có giá trị và vẫn phát triển mạnh? Lý do là tại vì các bạn thấy được là các bạn có thể hard fork mã nguồn, tuy nhiên các bạn có thể được copy mã nguồn, nhưng mà các bạn không thể nào mà tạo ra thêm một cái hệ sinh thái tương tự được. Các bạn không thể nào mà tạo ra một cái cộng đồng tương tự được. Các bạn không thể nào tạo ra một cái đội phát triển tương tự được. Các bạn có thể là copy mã nguồn nhưng mà không thể copy những cái đó, khiến cho là các bạn được là có copy thì cuối cùng cũng vô dụng. Cho đến ngày hôm nay, những đồng Bitcoin khác đều không thể sánh ngang hàng với lại Bitcoin BTC hiện tại được. Và không những không sánh ngang được, mà chúng ta tính theo cái giá trị của những đồng đó so với giá trị của BTC thì ngày càng đi xuống. Đây là điều mà các bạn cần phải hiểu. Cho nên bất cứ ai nói các bạn là Bitcoin làm gì mà khan hiếm, chỉ cần là copy mã nguồn là có thêm một đồng Bitcoin mới, thì không đúng. Tại vì các bạn chỉ có thể copy mã nguồn mà thôi, các bạn không thể copy những thứ khác như là cộng đồng, hệ sinh thái hay là cái đội phát triển. Cũng giống như là các bạn thấy được là người ta nói là cổ phiếu của công ty Facebook tại sao có giá trị? Tại vì có thể là một đội nào đó của Facebook có thể là không có hứng thú làm việc cho Facebook nữa. Bây giờ họ rời khỏi công ty Facebook, họ thành lập một công ty mới tương tự như là Facebook, tại vì họ đã có hết những cái tài liệu làm sao để mà vận hành Facebook, thì họ tạo ra một công ty tương tự như là Facebook. Thì lúc đó có phải là cổ phiếu Facebook trên thị trường chứng khoán sẽ giảm giá hay không? Đương nhiên là không phải. Cái công ty mới đó đâu có liên quan gì đến công ty Facebook đâu. Các bạn có thể thấy được là họ có thể tạo ra một công ty tương tự như Facebook, thậm chí là có thể là có thêm một số chức năng tốt hơn Facebook, nhưng mà họ không thể nào mà copy cái số lượng khách hàng, cái số lượng người sử dụng mà Facebook hiện có được, cộng đồng hay là hệ sinh thái mà Facebook hiện có. Cho nên tương tự, các bạn được là Bitcoin, Ethereum, những đồng lớn đương nhiên có thể bị hard fork, đương nhiên có thể bị copy, nhưng mà điều đó không có ảnh hưởng đến cái đồng hiện tại. Đây là điều mà Thu muốn chia sẻ với các bạn khi mà đọc bài viết này. Các bạn nghĩ sao thì bạn hãy comment ở bên dưới. Và đây là những cái thông tin mà Thu muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về những thông tin này thì hãy comment ở bên dưới. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.